Thank you.
救我主恩天天
chỉ chăm lo công việc của trần gian mà quên đi chăm lo công việc của phần hồn. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: anh em, có những người không làm gì cả nhưng mà chuyện gì cũng xía vào, anh không có làm thì đừng có ăn. Qua đó Thánh Phaolô cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta phải hoàn thành công việc của mình, hoàn thành sứ mạng được trao phó cho mình trong tâm từ khiêm tốn. Là một người cha, chúng ta hoàn thành trách nhiệm trong một gia đình của mình trong tư cách là cha. Là mẹ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ. Là con, chúng ta hoàn thành trách nhiệm của một người con. Là một người trong đời sống cộng đoàn tu, chúng ta cũng phải hoàn thành trách nhiệm trong đời tu của mình. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Bởi vì ngay cả Chúa Giêsu còn phải chịu trách nhiệm và bổn phận của Ngài. Trong thân phận của Ngài thì chúng ta cũng như thế. Muốn làm được như thế, chúng ta phải mặc lấy tâm định của sự khiêm nhường. Nếu như không khiêm nhường, chúng ta sẽ không hoàn thành trách nhiệm và chúng ta sẽ đổ thừa cho người khác. Chúa Giêsu vẫn dạy chúng ta, mỗi khi chúng ta hoàn thành công việc gì đó, chúng ta cũng hãy nói với Chúa: lạy Chúa, lạy Thầy, chúng con chỉ là những người đệ tớ vô duyên bất tài, chúng con chỉ là những người đệ tớ làm những việc phải làm. Nói thế đây, con phải nhớ đến tâm tình của mẹ Teresa Calcutta gửi cho các linh mục và chắc có lẽ cũng gửi cho mỗi người chúng ta. Con nghĩ dân thánh lễ này như thánh lễ đầu đời linh mục, con nghĩ dân thánh lễ như thánh lễ cuối đời linh mục, và con hãy dân thánh lễ này như thánh lễ cuối cùng của đời con. Mỗi người chúng ta trong thân phận là người may còn may mất và cuộc sống của chúng ta rất mong manh và vô thường. Mỗi ngày sống của chúng ta chiều về và đặc biệt đêm về, hãy đặt mình trước mặt Chúa để tạ lỗi với Chúa, tạ ơn Chúa, và coi như ngày hôm nay là ngày cuối đời của mình. Và trong tâm tình khiêm tốn, lạy Chúa, con chỉ là những người đầy tớ vô duyên bất tài, xin cho chúng ta luôn luôn mặc lấy tâm tình khiêm tốn để hoàn thành sứ mạng mà Chúa ban cho mình trong thân phận là người, với gia đình, với khu xóm, với xã hội, nhưng cũng đừng quên tròn bổn phận là một người công dân nước trời bằng cách chúng ta năng chạy đến với thánh lễ, với bí tích thánh thể, với trà chủ mân ngôi và đặc biệt với đời sống cầu nguyện kết hợp mật thiết với Chúa. Đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con.
con cõi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và độc lập thiên thần, các bề thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo đức thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca cho tôn vinh quang Chúa rằng: cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thề, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ điều này. Đây là một niềm đức tin. Vì vậy này Chúa, khi nhớ con những chuyện chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để bày ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần trước tôn nhan và cùng sự Chúa. Chúng con hoan hết lại xin Chúa cho chúng con khi không phần mình và hỏi đến khi con được quy tụ nên một giờ Chúa thánh thần. Này Chúa xin nhớ đến hồi thánh Chúa ăn rộng khắp hoàn cầu, để tìm còn bằng hồi thánh trong đức mến cùng với giáo hoàng Francisco, đức giáo mục Pedro, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhận lời những người nhờ chúng con cầu nguyện. Xin nhớ đến bà cụ Maria mà Chúa vừa gọi cho khỏi đời này về với Chúa những ngày không nhớ đến cầu nguyện cho, mà Chúa đã gọi cho khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bậc nguyện của chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được tạo mượn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống trong lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được đem lời và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là cha và anh trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và cha mẹ tức người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi
Jesus Kitô Chúa đã nói với các tôn đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn để đức tin của hội thánh Chúa. Xin phải luôn ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.